Thằng có biết là ông của Sử đi đâu không? Anh không biết. Cũng không biết à? Vâng. Alo, Sử à? Đang ở đâu ấy? Về nhà chưa? Đang về đến một lúc ạ. Về được một lúc rồi à? Vâng. Thế là giờ đang ở nhà? Vâng. À, về có thấy ông không? Quang cảm ơn các bạn đã quan tâm đến ba ông cháu đã. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Cũng như các bác vậy, là rất là tò mò là ông trong thời gian vừa rồi thì ông đã đi đâu mà chưa thấy trở về các bác. Hiện tại thì hôm nay là đến ngày thứ hai rồi, ông vẫn chưa thấy về nhà cả. Cháu Lực cũng rất là lo lắng, sợ rằng là ông sẽ gặp chuyện gì ở trên rừng. Ở đây thì cũng các bác thì cũng như cháu Lực cả đều lo lắng cho ông khi mà ông lên trên rừng lấy củi. Ông thì phải nói là thưa các bác ạ, cháu Lực cũng đã nhắc nhở ông khá là nhiều lần rồi, bảo rằng là ông lấy củi ở xung quanh nhà thôi. Đấy, còn xa quá thì thôi là không có đi nữa. Đấy, nhưng mà có lẽ là ở đây là cái về cái cuộc sống của ông thì không phải là tự dưng nói ông không đi lấy là ông không đi lấy đâu cô bác. Cháu Lực cũng nhắc nhở ông rồi, ông cũng chỉ là để đấy thôi, nhưng mà không có để mà làm theo cô bác. Ở đây thì từ hồi nhỏ đến bây giờ thì hầu như là ông đến mùa lấy củi ấy, thì ông đều lên trên rừng già để mà lấy củi về. Còn lên trên rừng già thì ông còn đi khai thác thêm những cái gì đó thì cháu Lực là lại không có biết cả. Hôm qua thì cũng được là chú của Sử với lại thím nữa, với lại em Sử đi tìm ông nữa. Thì hôm nay cháu Lực lên thì muốn hỏi xem là chú của Sử với lại thím ấy, thì cô thì đã bắt gặp ông chưa? Và ông có chuyện gì mà xảy ra không cô bác? Còn một tí nữa thì cháu Lực sẽ lên trên khu nhà của em Sử. Nếu mà chú nhà của em Sử cháu Lực hỏi hết thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục ra bên thôn khác để mà cháu Lực hỏi về tin tức của ông cô bác. Tại vì thưa cô bác rằng là cháu Lực cũng đã có ảnh của ông rồi, cho nên là cháu Lực đi hỏi thì cháu Lực chỉ cần là giữ ảnh ra thì xem là người ta có bắt gặp hay không. Ở đây thì hầu như là bà con ở chỗ khu nhà Sử ấy, thì đến cái mùa này thì ai cũng đều lên trên rừng lấy củi cả. Hay có thể là sẽ bắt gặp là ông ở trên đấy hay là như thế nào nữa cô bác. Thì bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào hỏi chú xem thì hôm qua đã bắt gặp chưa. Thì vừa rồi thì cháu Lực xuống thì cũng chưa có bắt gặp là em Sử với em Hải đâu cả cô bác ạ. Đấy, đi ra nhà chú xem là hỏi trước thì cháu Lực sẽ đi xuống xem là em Sử có đang ở nhà dưới không. Vậy nếu mà lên trên là không có bắt gặp chú là sợ rằng là cô với chú vẫn còn chưa có về cô bác ạ. Vậy ở đây thì các bác cũng rất là quan tâm về cái cuộc sống của hai ông cháu, sợ rằng là ông lên trên rừng là lấy củi là gặp nạn cái gì ấy.
Áo ơi. Áo á. Áo ơi. Có vẻ như là cửa thì cũng thấy đóng cửa hết rồi các bác. Có thể là chưa về sao ấy. Ôi rồi, đây thì có vẻ như là đi lấy rau lợn này khá là nhiều rồi các bác này. Cái rau dớn này thì là có thể là cô là lên trên rừng lấy để về để mà đi bán đấy. Sợ rằng là ông cũng lên trên rừng để khai thác những cái rau dớn này về đem để đem đi xuống chợ để bán nữa cô bác. Nhà chú thì đã đóng cửa hết rồi, hiện tại thì không có ai ở nhà cả. Không có ai ở nhà thì cháu Lực sẽ không có vào trong nữa cô bác ạ. Ở đây thì nhà của các chú thì rất là quen thuộc với cháu Lực rồi, cho nên là lên thì cũng mình cũng đàng hoàng tử tế thì không các chú cũng không có nghi ngờ gì mình cả. Áo ơi. Áo ơi. Ai đấy? À. Không có ai đâu cô bác ạ, chỉ có khúc gỗ thôi. Khúc gỗ mới là để vào trong cái cháu được đẩy vào. Đẩy cho chú một tí. Có vẻ như là không có đóng được rồi, ở phía bên kia mới được. Đây bây giờ thì lên trên nhà chú thì không có gặp chú ở nhà cả. Thì thành ra là họ cũng chưa biết là tin tức của ông là như thế nào cô bác. Thử đi xuống dưới nhà cũ xem là em Sử thì đã về chưa. Không thì một tí nữa cháu Đức sẽ đi hỏi vòng vòng hỏi xem là có ai có thanh niên nào trên bản có bắt gặp ông không. Tìm thì cháu Đức cũng đã đi tìm rồi, có những lần có những lúc thì cháu Lực ghi hình được, còn có những lúc thì cháu Lực cũng cảm giác như là rất là lo lắng cô bác thì không thể mà ghi được hình nhiều cả. Đấy, hiện tại thì cô với lại chú có Sử thì vẫn hiện tại thì chú với lại thím của Sử là chưa có về đâu, thành ra là không có hỏi được một chút tin tức nào của về chú lại thím cả. Sử ơi. Sử ơi. Sử, Hải ơi. Có lẽ là lại không thấy ai ở nhà rồi cô bác ạ. Cũng thấy đóng cửa hết rồi. Sứ ơi, đi vào trong giường để xem ông đó, xem là liệu là ông có về thì sợ ông là ngủ trong giường này. Ôi. Ôi, không phải đâu cô bác ạ. Không phải đâu, có mũi chăn thôi. Đây có lẽ là hiện tại là bây giờ là em Hải với lại em Sử cũng lại tiếp lại đi trên rừng già để mà tìm ông rồi. Vừa rồi có lực điện thì điện thoại là thuê bao. Đấy, ở đây thì thuê bao thì chắc là bị mất sóng thôi. Đấy, sau khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cũng có rất là nhiều những ý kiến trái chiều ấy, những ý kiến mà tiêu cực cũng có, mà những ý kiến mà tích cực cũng có, thì cháu Lực cũng đọc những cái bình luận của các bác góp ý lên. Cháu Lực cũng rất là cảm ơn các bác đã đóng góp những ý kiến cho cháu Lực. Ở đây thì thật sự ra hôm mà cháu Lực với lại em Hải là đi lên trên rừng tìm ông ấy các bác, có thể là còn sớm thì cháu Lực với em Hải là còn gọi được. Đấy, nhưng mà lúc mà đếm về khuya rồi, muộn tối rồi thì không có dám gọi là nhiều các bác ạ. Đấy, nhưng mà hôm đấy thì cháu Lực chỉ có là đi với lại em Hải là đi tìm những cái chỗ mà ông đã từng lấy củi rồi đấy cô bác. Đấy, lên trên nhà mới xem là nếu mà không có thì cháu Lực sẽ đi ra thôn khác để xem hỏi ông xem là ai có bắt gặp ông không ấy cô bác.
Anh thử đi ra hỏi nhà cái anh hàng xóm trên này xem là có gặp bà em có thấy nhìn thấy em sửa không cô bác. Ôi anh à, Thắng đâu rồi? Thắng nó chạy về nhà rồi. Ồ, thế hôm nay là hai vợ chồng là không đi làm gì à anh? Chàng đang mai ở nhà đó. Hôm nay là không đi làm nữa à? Vâng. Thắng có thấy sửa không anh? Không ạ. Không thấy sửa á? Vâng. Thế anh có biết là sửa đi đâu không? Sửa đã vừa đi trồng ngô về em cũng không biết được. À, anh vừa đi trồng ngô về à? Vâng. Vâng. Thế anh ở trên này ông nọ có thấy ông bảo là đi lấy củi hay là đi đâu không? Ông không. Có sửa ấy? Không ạ. Cũng không biết gì à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì lên trên nhà sử ấy, thì không có gặp sử ở nhà, sợ rằng là anh biết về sử hôm nay là đi đâu ấy, thì lên hỏi một chút ấy. Thế em cảm ơn nhé. Trên này có đường đi không anh nhỉ? Có đúng không? Có. Thử lên, đây là vợ à? Vâng. Ồ, thế hôm nay là cả hai vợ chồng là ở nhà. Vâng, ở nhà đó. Thế em cảm ơn nhé. Vâng. Ôi, nhà anh nuôi lợn thế này à? Con này là của anh ấy. Con này là của anh à? Ông lọ thì cháu được cũng bảo là em sử đi, bây giờ thì hiện tại cái phần kinh phí để không đủ để mà làm mà cái chuồng xây của bác thì sẽ làm mà như này, nhưng mà với cái phần nền thì cũng sẽ dùng lấy láng. Đấy, chuồng gà. Cái này là chuồng gà anh? Chuồng gà này nuôi được bao nhiêu con đấy? Nhiều đi được 10 con à? Hai bà con ở trên này hay là làm theo cái cách chuồng gà là như thế cô bác ạ. Hãy thử lên trên nhà bên trên xem là. Ở nhà này không ai ở nhà nhỉ? Làm thuê rồi á? Đấy, có những hộ gia đình thì bỏ cả nhà để mà đi làm thuê đâu cô bác. Thậm chí là còn lấy cả con đi theo nữa. Đấy, nhà bên này nữa, nhà bên này thì cũng thấy đóng cửa rồi. Ôi, chó này cọc đuôi này. Nhà này thì cũng thấy đóng cửa, chắc là không có ai ở nhà. Thử đi bên này xem à. Xem nào. Ôi, đây này. Hay thường lên trên rừng già để mà lấy được những cái bó củi to như này cô bác. Bó củi to như này thì sẽ được 50.000 hay sao ấy. Trước cháu Lực hỏi thì cháu Lực biết. Có vẻ như là khu trên này là chả có ai ở nhà nữa. Không đi đâu hết rồi. Thắng ơi! Thắng ơi! Ồ. Cửa thì mở rồi. Cửa thì mở thì không biết là đi đâu rồi. Nhà bên này nữa. Hầu như là mấy nhà trên này là không có ai ở nhà hết rồi cô bác. Có thể là đi làm nương làm ruộng hết rồi ấy. Ôi dồi ôi, chỗ này thì có vẻ như là có tổ ong mật khá là nhiều các bác. Không biết là các bác có nghe thấy tiếng của nó không. Có vẻ như có tổ ong mật khá là nhiều các bác ạ. Phải chùm kín thì mới dám đi qua được. Phải chùm kín thì mới dám đi qua được các bác. Tổ ong mật rất là nhiều ở chỗ này ấy. Ôi, thôi không. Thôi. Không dám đi qua đâu các bác ạ. Bên kia có một cái tổ ong mật hình như là bà con này, bà con nuôi sao ấy. Ô, thanh niên đâu ấy? Hả? Chỗ này tổ ong mật nhà ai đấy? Ở trên này thì là có một cái ống nước của nhà em xử cô bác ạ. Hôm nọ thì cũng có đi xin được một chút. Ui, có vẻ như tổ ong ra bên này nhiều quá Thắng nhỉ? Thắng cho anh hỏi là có thấy xử không? Không ạ. Không thấy xử à? Vâng. Hôm qua nó đi tìm ông chả biết đi đâu. Hôm qua là đi tìm ông à? Vâng. Đấy, có vẻ như là hàng xóm ở trên Thắng thì là một người bạn của em Sử của bác. Thì cũng không thế Thắng có biết là ông của Sử đi đâu không? Anh không biết. Cũng không biết à? Vâng.
Thế là hiện tại là hôm qua thì Sử bảo là đi tìm ông à? Vâng. Là nhà Thắng nuôi tổ ông à Thắng? Cái tổ ông này thì lấy đâu về? À, nó lấy bay về à? À là hiện tại nó đang ở nhà mình chứ đúng không? Cái tổ ông này thì là hình như là nhà của Thắng là đi ăn lên trên rừng già để mà lấy về ấy cô bác. Xong là lấy về là cho nó nuôi ở đây luôn. Không biết là thử điện lại cho Sử xem nào. Là có điện được không cô bác? Có những lần thì cho được điện thì là trước đây thì có vẻ như có. Cả ở trên này thì cũng hầu như là có người thì biết là Sử lên đi tìm ông. Còn là có những người thì không biết là Sử đi đâu cả. Thử điện cho em Sử thêm một cục nữa xem là em ấy có nghe máy không. Thắng có điện thoại không Thắng? Có à? Alo, Sứ à? Đang ở đâu ấy? Về nhà chưa? Đang về đến một lúc ạ. Về được một lúc rồi à? Vâng. Thế là giờ đang ở nhà? Vâng. À, về có thấy ông không? Không thấy đâu. Chưa thấy ông á? Vâng. Thế là đi từ hôm qua à? Em vâng. À, thế thì bây giờ anh xuống nhà Sử. Vừa rồi thì anh xuống thì không có gặp Sử ấy. Nãy anh điện thì điện không được. Nãy là điện thoại mất sóng hay là để đâu ấy? Thế là mất sóng được. Điện thoại mất sóng à? Vâng. Thế nhà đợi anh nhá. Vâng. Sử lên trên rừng già thì điện thoại hay bị mất sóng của bác ạ. Thế bây giờ thì vừa rồi em Sử về nhà rồi. Bây giờ cháu được xé đi vào hỏi xem em Sử xem là có biết tin tức của ông chút nào không cô bác. Thế như nhà Thắng thì cho anh hỏi nếu mà cái tổ ong đấy thì lấy về bằng cách nào? Nó bay về một đống thì lấy cái gì đi hót về? Cái gì đi hót về à? Vâng. Thế trong lúc mà mình cho nó ở nhà thì có nó cho nó ăn không hay là nó tự đi ăn? Nó tự đi ăn thôi. Nó tự đi ăn á? Vâng. À, thế là ong này thì có Thắng có biết là nó là ong gì không? Ong? Ừ. Không. Không à? Chỉ biết là ong mật thôi à? Vâng. Chỉ biết là nó có mật thôi à? Vâng. Thế có vẻ như là tổ ong này là theo em Thắng em chia sẻ của bác này thì là nó bay về thì là đi lấy được cái con ong chúa ấy, thành ra là cho nó ở lại. Thế bây giờ thì xuống nhà của Sử một chút, xuống nhà Sử với anh không? Tí nữa. Anh nhìn thấy từ xa thì thấy là xe của Sử là để ở nhà của bác. Hôm qua thì cháu được lên thì thấy không thấy em cũng không có lấy xe đi cả. Ôi anh chào Sử nhá. Về lâu rồi à? Về được một lúc rồi à? Thế hôm qua là lấy xe máy đi không hay là đi bộ đi? Xe máy đi ạ. Xe máy đi á? Vâng. Thế tối qua là ngủ nhà ai? Ngủ nhà trên bảng kia. Ngủ nhà trên bảng kia? Vâng. Thế hôm qua Sử thì cho anh hỏi thì đi lên trên rừng thì vẫn chưa tìm thấy ông à? Chưa ạ. Hay là ông đi nhà ai rồi? Không biết ạ. Vẫn không biết à? Vâng. Tại hiện tại thì thế thím, chú với lại thím thì đã về nhà chưa? Thế là chú với lại thím đi của Sử thì đã về chưa? Thế là chú với lại thím thì đã về chưa? Chưa về đâu. Vẫn chưa về à? Vâng. Thế chú của thím thì chú với lại thím thì bây giờ đang còn đi đâu nữa? Đi tìm ông. Vẫn còn đang đi tìm ông nữa à? Vâng. Thế là em là hôm qua là chia nhau ra để tìm à? Vâng. Tại hôm qua thì chú với lại thím thì chú thì biết đi xe của bác, thành ra là cô với lại
chú với lại thím thì đi một xe, còn là em Sử thì là đi một xe. Em Hải thì hiện tại là chắc là cũng là đang đi tìm ông cô bác. À, Hải thì chỉ có gọi là đi những cái rừng xung quanh ở gần đây thôi, còn là đi xa thì em ấy không có đi xa được mấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng lên trên trên nhà của Sử hỏi thì cũng không có ai biết là cái tung tích của ông cả. Nhưng mà lần này là ông đi lâu nhất hay là còn là lần nào nữa không? Lần này đó. Lần này là đi lâu nhất à? Vâng. Thế mọi lần là đi là đến sáng hôm sau là về rồi à? Vâng. Là vẫn đi qua đêm đúng không? Vâng. Hay là có thể là ông đi thì đi nhà ai không nhỉ? Không biết ạ. Không biết, vẫn là không. Ở trên đấy thì nếu mà mình đi qua rừng già thì còn nhà ai nữa không? Còn. Còn nhà? Vâng. Ồ, thế thì còn nhà kia thì chắc là phải đi xa lắm đó. Vâng. Ở chỗ người ta gọi là chỗ nào ấy trên kia thế? Trên rừng. Trên rừng à? Vâng. Có nhà là nhà ở trên đấy không? Thế là hôm tối hôm qua là em với lại chú đi, với lại chú đi hay là một mình em khác đi một chỗ? Khác đi một chỗ rồi. Khác đi một chỗ rồi à? Vâng. Thế hôm nay thì lên thì những cái chỗ nào mà cháu Lực biết thì cháu Lực cũng đã cùng em Hải là hai anh em là đi tìm đúng không bác? Còn là chỗ nào không biết thì chỉ có là em Sử với lại chú với lại thím đi tìm thôi. Thế vừa rồi thì mấy giờ em về đến nhà? Có điện, vừa rồi xem điện thoại thì mấy giờ về đến nhà? 4 giờ đã. 4 giờ à? Vâng. Thế là cũng về vừa được một lúc thôi, bây giờ thì cũng tầm 4 rưỡi thôi cô bác ạ. À, chú với lại cô thì có điện thoại không? Không có đâu. Không có đâu ạ? Vâng. Thế là đợi là chú về đến nhà thì mới biết đúng không? Vâng. Em mong rằng là bây giờ thì còn là chú với lại thím nữa cô bác. Về đến nhà thì có cả thêm ông về nữa chứ. Ông cũng đi tận đấy 2 hôm rồi, hôm nay là hôm thứ 2. Đấy, mọi lần thì em Sử nói là ông chỉ có đi là qua đêm, là sáng hôm sau là ông về rồi. Đấy, có những lần thì thế mọi lần trước thì ông Nguyên đi lấy củi hay là còn đi xem ông nữa không? Còn đi xem ông nữa. Đi cả xem cả ông à? Vâng. Thế cái chỗ mà hay em cùng ông của Sử ấy là đi xem, đi lấy ông ấy thì là hôm qua em đã đi xem chưa? Đi xem hết rồi. Đi xem hết rồi à? Vâng. Thế đi xem như này thì có dấu vết gì của ông để ông để lại không? Có như kiểu là ông che tổ ông đấy, cho che tổ ông không? Không thấy đâu. Không thấy đâu à? Vâng. Thế có thể là đợt này ông đi lại đi xa hơn cô bác ạ. À. Còn về chuyện của ông cô bác là đi mấy hôm còn là chưa có về. Thì đây thì bây giờ nếu mà tối nay mình đợi thêm tin tức của chú với lại thím đến nhà xem sao nhá. Vâng. Đấy rồi thì cháu Đức nếu mà chưa có biết tin tức của ông ấy, thì là đến lúc đấy là mình sẽ nhờ bên anh trực thôn để mà huy động là bên thôn cho thôn người ta cùng mình đi tìm. Vâng. Đấy. Ở đây thì bây giờ cháu Đức cũng đọc được rất là nhiều những cái bình luận ở trên kênh thì nói rằng các bác thì cái gì nó cũng phải là từ từ thì mới có thể mới nhờ được cô bác, chứ không là mình đột ngột mà nhờ cái thì sợ rằng là tí cô với lại thì chú với lại thím của Sử về thì lại biết tin của ông rồi thì lúc đấy thì cũng lại rất là phức tạp, sợ rằng là lần sau có chuyện thật ấy thì là bên thôn người ta sẽ không có giúp đỡ, sợ rằng là bên thôn nghĩ rằng là mình nói dối đấy cô bác. Tại vì là ở trên chỗ khu nhà Sử đấy thì cũng có người đi ăn lấy củi là độ tầm vài ngày thì mới về nhà cô bác ạ. Đấy, còn là về cái sự việc của ông với cô bác thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi. Ở đây thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử với lại em Hải là đi tìm được cô bác. Có những lần thì cháu Lực ghi hình được lại, còn có những lần thì cháu Lực xin phép là không có ghi hình được lại cô bác ạ. Tại vì là nếu mà cháu Lực ghi hình nhiều quá thì cũng các bác khán giả trên kênh thì cũng nghĩ rằng là đi tìm thì không đi tìm mà cứ ghi hình lại cô bác. Và đến hôm nay thì em Sử cũng đi một mình là em mới khác đi rồi. Đấy, đi từ hôm qua đến
tận là chiều hôm nay thì mới về, là vẫn chưa có tin tức gì về ông cả. Ở đây thì những cái chỗ nào mà em xử là cùng ông đi thì em đã đi tìm hết rồi đúng không? Vâng. Thế còn là bây giờ em cho anh hỏi thì có họ hàng gì ở xa nữa không? Có. Có à? Vâng. Em đã điện cho các chú chưa? Các bác chưa? Chưa ạ. Chưa đâu à? Vâng. Đây lại còn là thêm một cái vấn đề sợ rằng là khi mà ông về đến nhà đấy thì là các chú với lại các bác, các chú của sử ấy, các bác của sử ấy là đón, có thể là đón ông đi chơi cùng đấy, nhưng mà lại không có bảo đấy. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ bảo em sử là để mà điện xem là xem là ông có bên dưới đấy không nhá. Vâng. Để mình còn biết mà cái hướng mà giải quyết. Nếu mà tối nay mà thím với lại chú không có tin gì về ông ấy, vâng, thì là mai mình sẽ nhờ bên trưởng thôn vận động bà con là đi cùng mình lên trên rừng già để mà tìm xem. Vâng. Bây giờ thì ít nhất cũng phải là độ tầm 1 đến 2 ngày thì mình mới dám nhờ được ở bên thôn chứ cô bác, chứ không là một ngày mà không thấy về thì lại mình nhờ bên thôn thì sợ rằng là bên thôn lần sau mà có thí dụ như là mai là ông về rồi đấy, sợ rằng là khi mà mình nhờ rồi thì ông về đến nhà rồi thì đến lúc mà có việc thật đấy, có việc nó xảy ra thật đấy thì là mình lại không nhờ được bên thôn. Vâng. Đấy, mặc dù là hôm nay là ngày thứ hai rồi, câu chuyện nó thì vẫn đều là dựa trên câu chuyện mà có thật cả cô bác ạ, chứ không hề gọi là sắp đặt hay là diễn tuồng gì cho các bác, cho các bác cùng xem đâu cô bác. Đấy. Ở đây thì khi mà thời gian vừa rồi thì cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của ba ông cháu đấy, thì là có như nào cháu Lực biết chia sẻ như thế. Có những câu chuyện thì thật sự ra thì khi mà các bác xem, có một số bác thì chắc chắn là xem là bảo là rất là phi lý đấy, nhưng mà mình không thể lường trước được điều gì mà các bác, mọi chuyện gì cũng có thể là nó xảy ra đến với mình cả, nó không sớm thì muộn thôi. Thì vừa rồi thì anh cũng nói với em ấy, thì nếu mà tối nay mà có thím, chú lại thím chưa về thì anh em mình sẽ ở nhà mình làm công việc ở nhà đó, xem là chú thím về thì cho mình biết kết quả thì mình mới biết được rằng là nó như thế nào. Vâng. Nha, để mình em thì cũng đừng có lo lắng quá nhá. Vâng. Thế từ hôm qua đến giờ là đã ăn uống gì chưa? Chưa đã. Chưa đâu à? Vâng. Thế hôm qua đến giờ là ăn được bao nhiêu bữa? Một bữa đã. Ăn được một bữa? Vâng. Ủa đó. Em phải nấu. Thế là một tí nữa là em nấu cơm ăn cơm nhá. Vâng. Em Hải thì thế vừa rồi về đến nhà thì thấy em Hải không? Không thấy đâu. Không à? Vâng. Em đã đi xuống nhà dưới chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Thế là một tí nữa em có xuống đấy không? Có ạ. Có à? Vâng. Xuống đấy để làm việc gì? Xuống đấy lại chăn trâu đấy. Chăn trâu à? Vâng. Thế là vẫn đi xem trâu một lúc đúng không? Vâng. Hay xem trâu để mà đợi tin tức của chú với lại thím. Chú lại thím đấy cô bác ạ. À. Nhà sử thì hiện tại thì có một con là của nhà sử, còn một con là sử đi nuôi, hay còn là thêm là lợn nữa với lại gà nữa. Vâng. Cho nên là cũng không thể mà bỏ bê nó được cô bác ạ. À. Mặc dù là ông thì vẫn là nhất rồi, nhưng mà bây giờ tìm thì cũng đã tìm được cô bác, chứ không phải là cháu Lực lên là nói bô là cháu Lực không có quan tâm đâu cả. Cháu Lực coi ông như là một người ông, và một người ông của mình, và coi các em cũng thế. Có chuyện gì thì cháu Lực đều là bảo ban các em cả. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực của bác nhá. Có thể là cái cách truyền đạt của cháu Lực là còn hơi kém. Các bác nghe được, các bác là không có hiểu được những cái vấn đề mà nó xảy ra cả. Hôm qua thì em có đi ra thôn kia hỏi từng nhà một không? Không đã. Không à? Vâng. Thế là hôm qua là em cũng chỉ lên trên rừng tìm là. Vâng. Cái tối hôm qua là ngủ trên rừng là ngủ đâu? Ngủ trên rừng đã. Trên rừng à? Vâng. Trên đấy có chỗ để ngủ không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế trên đấy có chỗ để ngủ thì là cái chỗ mà
và người ta đi chăn trâu, người ta làm lán đúng không? Vâng. Ở trên rừng già thì cháu Lực cũng đã từng được đi rừng già rồi cô bác ạ. Bà con thì đến cái vụ mà chăn trâu ấy, hay đem lên trâu lên trên trên rừng già để mà thả ấy, thành ra là mới có những cái lán ở trên đấy. Đấy có thể là ông lên trên đấy, thứ nhất là vừa đi xem tổ ong của mình này, vừa khai thác tổ ong của bác, và đồng thời thì khi mà ông chưa khai thác hết thì ông lại chưa có về được. Tại vì là cái quãng đường thì đi rất là xa, cho nên là ông phải khai thác hết thì ông mới về. Cho nên cũng mong rằng là khi mà ông quay trở về đấy, thì ông sẽ đúng như cái điều mà cháu được phán đoán này cô bác này. Nếu mà đi lấy củi thì chắc là không đi đến được 2-3 hôm đâu chứ. Vâng. Nhờ. Lấy củi là chỉ lấy được một hôm xong là về rồi. Thế còn bây giờ thì xử ăn cơm một lúc đi. Vâng. Ăn cơm đi xong là tí nữa anh em mình đi xuống dưới nhà cú sau. Vâng. Nhá. Vâng. Cũng khá là đói rồi, đi thì có vẻ như là rất là lo lắng rồi cô bác, đến nỗi mà ăn không được nữa. Thế chân của Sử thì đã khỏi hẳn chưa? Khỏi rồi à? À, tại hôm nọ chích cái phần mục nó xong thì nặn xong nó cũng khỏi rồi nhờ. Chứ không là nó sưng to đấy. Cái máy bơm này thì để đây luôn à Sử? Máy bơm này hôm nọ là vừa mới mua thêm đúng không? Em Hải thì chắc là cũng đi ra bên thôn bên kia để mà hỏi xem là ông có ra bên đấy không có bác, sợ rằng là ông sẽ ra bên đấy. Ôi mày thấy cỏ này để đây luôn à? Bao giờ thì phát hiện được nhỉ em? Chưa phát hiện à? Nó có bị cái gì không? Không bị đâu. Không bị à? Đấy, dùng đi phát cỏ thì dùng cái dây này thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Còn là những cái cành cây nào to thì mình sẽ lắp con dao vào. Ôi đây này, lấy những cái này ra đi khi mà dùng xong ấy. Anh mới xử ra đây cậy ra luôn nhỉ? Xử nhấc ra nhé. Máy cất ở trong nhà này thì không có sợ bị mất được cô bác. Nếu mà để dưới nhà dưới thì sợ rằng là sẽ có người về trộm ấy. Ôi giời. Này quay mạnh ấy nhỉ? Dùng cái máy này phát thì có thích hơn là dùng dao phát thích hơn? Máy này thích hơn. Máy thích hơn à? Lúc nào mà làm xong thì vệ sinh nó sạch sẽ một chút nhá. Này coi như là nó có cái gì bám ở đây thì lấy hết nó ra. Nếu mà nó bị vấn đề gì thì mình còn mang đi bảo hành được cái này ấy. Còn lên luôn đấy. Có lên à? Này mà chỗ nào có cỏ nhiều thì cứ đem phát thì không phải nói rồi nhỉ. Lấy xong rồi đúng không? Hay lấy xong đi phải là đem cất ở trong nhà của bác ạ. À, cái này ấy. Ôi hiểu. Nhìn nhá, nhìn được nhá. Ui ôi. Cất ở đây thì không sợ bị mất nữa. Chứ mà để bên ngoài là có thể là bị mất luôn đấy nhỉ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là bây giờ ăn cơm đấy nhá. Đấy, xong là một tí nữa đợi tin tức của ông như thế nào đó. Đấy, nếu mà chú và đại thím là chưa có về ấy, thì là mình sẽ chú và đại thím về mà không biết tin của ông ấy thì là mình sẽ đi ra bên nhờ bên trưởng thôn để cùng mình đi vận động bà con mỗi người một hộ, là mỗi người một hộ gia đình, là mỗi người một người, có thể là thêm nữa. Đấy, để mà đi công cuộc mà đi tìm ông. Đấy, Sử thì có sợ là ông có chuyện gì không? Có ạ. Sợ à? Vâng. Ông đã từng là đi xa mình nhiều ngày thế này chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Thế là em Hải là hôm nay là không đi học nữa luôn à? Vâng. Em Hải thì đi thì không, em Sử đã cầm điện thoại rồi cho nên là không có thể mà điện được cho em Hải cô bác, chứ không là thể điện cho Hải. Cháu Lực cũng nghe là mấy cô chú ở trên đấy nói rằng là Hải là
đi sang thôn bên kia để mà đi hỏi xem là ông có bên đấy không. À, thứ nhất thì bây giờ mình cũng phải hỏi là những cái nhà mà không nhà hàng xóm ở gần nhà mình này, có thể là đi sang thôn bên kia nữa, sợ rằng là ông có những cái mối quan hệ là bạn bè thì ra bên kia uống rượu hay là say xỉn rồi thì lại không về được nhà. Vâng. Thì ông có xử thì cũng có uống rượu của bác uống, tuy nhiên là nếu mà để mà uống nhiều quá thì ông không uống đến nỗi mà gọi là quên hết lối, quên hết đường về cả. Hay chỉ sợ rằng là ông ở bên đấy là ông còn có công việc gì ấy. Vâng. Còn thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Cháu được cả lên chia sẻ một chút. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và cảm ơn các bác đã quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu. Đấy, sau khi mà anh đăng tải lên thì cũng có rất là nhiều các bác là quan tâm tới và để trên bình luận và gọi điện cho anh rất là nhiều. Thì em có lời nào mà gửi muốn gửi tới các bác không? Có. Quan cảm ơn các bác đã quan tâm đến ba ông cháu đã. Em Sử thì cũng chỉ đi học đến lớp 2, lớp 1 thôi nhỉ. Vâng. Học em đến lớp 1 là học đến kỳ 1, là đến lớp 2 thì em đã bỏ học rồi. Đấy, nhưng mà còn là rất là may là em là còn là biết nói tiếng phổ thông. Đấy, nếu mà không biết nói tiếng phổ thông thì thực sự ra hai anh em để mà giao tiếp thì cũng rất là khó. Vâng. Tiếng Nùng thì Sử cũng biết một chút thôi. Và tiếng Mông thì cháu Đức cũng chỉ biết một chút thôi, để mà biết nhiều thì cũng không có biết nhiều. Trong khoảng thời gian mà 6 tháng vừa rồi thì cháu Đức cũng cảm nhận được rằng là em Sử là một người mà rất là hiền lành, mà còn là ít nói nữa các bác. Em ấy là người mà thuộc dạng là làm, không nói các bác ạ. Chỉ làm thôi, là không có nói nhiều. Như là những lần mà đi bắt gặp em ấy đi bóc xi đấy thì các bác cũng xem và thấy em Sử là hy sinh cho ông với lại em Hải thì rất là nhiều, không phải nói được, không phải nói vào đâu rồi các bác ạ. Có thể là ông thì hy sinh cho Sử là nhiều, còn là Sử thì đến bây giờ lớn lên thì lại hy sinh cho Hải này với lại ông. Thứ nhất ở đây là sự hy sinh là nhường lại cái phần học đó cho em Hải. Đấy, còn thứ hai thì là có rất là nhiều nữa cô bác. Đấy, còn thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.